Xin chào các bác. Trước mặt mình đây đang là một cái quán thịt chó đông nhất Lạng Sơn, mà có thể chắc là đông nhất ở Việt Nam luôn mọi người ạ. Quán này là quán thịt chó Hà Thành mọi người nhá, ở ngay tại ngã tư Cao Lộc. Cho nên là ngã tư Cao Lộc ha. Hiện tại bây giờ đang là bao nhiêu giờ ta? Bây giờ đang là, để cho các bạn xem đồng hồ cái nhá. Hiện tại bây giờ đang là gần 6 giờ tối hôm mùng 5 tháng 10 mọi người thấy chưa ạ? Đó, mùng 5 tháng 10 nhá. Thì là mình có vô tình mình ghé qua đây rất là đông luôn. Thì cũng xin phép vào đây quay một tí cho các bạn xem cái thịt chó như nào mà sao lại thu hút được rất nhiều người đến ăn vào cuối tháng như này. Đúng không ạ? Hôm nay thì đúng là ngày 29 tháng 8 âm lịch. Ngày cuối cùng của tháng luôn. Đó. Thì bác này đang chặt, không biết là hôm nay là bao nhiêu con đây mọi người. Con này to bự luôn. Ra lò, vừa mới ra lò mọi người ạ. Đây còn chưa lấy gia vị ra này. Sợ rất là đông luôn. Mình bảo có một vòng cái chỗ mà gửi xe cho mọi người nhá. Thực ra là chỗ này là kín hết luôn. Wow. Gọi là ngợp luôn mọi người ạ. Đấy. Hiện tại mình đếm trên mặt thì mặt bàn thì có chắc khoảng đâu một con thấy có đây là bao nhiêu cái đầu ra một con rồi một con đang chọn 8 con nhá, còn gọi là 9 con nữa, mình không nói điêu đâu mọi người nhá. Ở trong này thì có 4 cái đầu sao? 1, 2, 3, 4. Đúng không ạ? Đây một con nữa, 5 con này. Xong còn con này nữa là 6 con đúng không ạ? Hai con là 8 con. Còn một con trắng trắng nữa là 9 con. Không biết tí còn con nào không mọi người? Thực sự là hôm nay là choáng ngợp luôn. Ôi. Khách đông lắm mọi người ạ. Các bà chú. À, 9 con, đây là một cái đầu nữa mọi người ạ. Đây là 10 con. Phải 10 con cô? 10 con à? Đấy, hôm nay là cả cô với chú đều tay đào tay thớt hết. Chắc không rảnh như mà hôm nữa mọi người ạ. Mà hôm thì là có, không mất mình chú chặt thôi, hôm nay cả cô nữa nhá. Cả bà chủ chặt luôn. Đấy, một tay chặt, một tay vừa nghe điện thoại luôn. Tay vừa nghe điện thoại. À. Bán hàng của này mới sướng mọi người ạ. Mỏi anh cô, mỏi tay không cô? Mấy hôm nay đông lắm ấy nhờ cô nhờ. Vâng. Thế đông bao hôm nay chưa hả cô? Từ mấy ngày cuối tháng à? Hôm nay cả chủ của tớ là con đít lên mà chạy. Vâng. Cô có chân không? Có chân. Hả? Có chân, có chân. Đấy, để chân đi. À, bên kia nhé, lấy rồi nhé. Chân lấy rồi. Cuối tháng nó rất là đông mọi người ạ. Trong bàn, trong nhà thì là chi chít luôn. Chứ vừa nãy bà cô nói là không có chỗ để ngồi luôn. Cho nên mấy cái chỗ này là xe máy ra để ra ngoài có dọn được cô không ạ? Đang chặt cho khách. Đấy luôn.
thì quay vào một chút để chia sẻ cho mọi người. Thế thực sự là lần đầu tiên mình thấy cái không khí mà buổi tối, chiều tối mà đông như này mọi người ạ. Mình thỉnh thoảng hay ăn chỗ này. Đông ngợp luôn. Chào nhá. Đó. Đây, xin hỏi thằng em này một tí nhá. Em đang tắm mật ong con này. Em hôm nay con thứ mấy rồi em? Con này. Hả? Đây là chị của anh. Không nhớ tên là bao nhiêu con nữa à? Không nhớ đâu. Ăn chó như ăn lú rồi không? Hôm nay quay nhiều quá, ăn lú luôn à. Mỏi không? Một mình làm mỏi không? Em làm sắp chết luôn á. À, sắp chết luôn à? Vâng. Quay cả ngày à. Cảm ơn cô Thắng là mệt đó nhỉ? Anh đếm sơ sơ là 10 con á. Em này một mình, trước thì có mấy nhân viên nữa, bây giờ mấy nhân viên có việc nghỉ rồi nên là một mình thằng em khuôn hết cả cái đống này luôn. Hơi mệt, hôm nay mệt vã luôn này. Đó, cho phép mọi người được xem cái này nhá. Lò cháy hừng hực luôn. Đấy. Cái mùi gia vị rất là thơm mọi người ạ. Đấy, do là đông khách quá cho nên là ông chú phải làm 3 cái lò mọi người ạ. 3 cái lò qua liền một lúc 3 con này luôn. Đúng chưa ạ? Wow. 3 cái lò luôn, quay đồng thời 3 con. Mình nghĩ là chắc là phải hơn đấy chứ, hôm nay chắc phải hơn 10 con chứ. Bởi vì tầm này là có thêm một cái nhưng bán từ trưa cơ mà. Ở đây người ta bán cả trưa mọi người nhá. Trưa chắc phải tầm 1-2 con nữa. Bởi vì những cô tháng ăn rất là nhiều.